Chào cả nhà thân thương, hôm nay hai anh em của Biểu và Bảo sẽ quay lại với ca khúc Phải Lòng Con Gái Bến Tre, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Ni Tấn, một ca khúc đã được rất nhiều các anh chị em gần xa yêu cầu. Hôm nay là Biểu và Bảo sẽ cho tất cả mọi người được mãn nguyện. Cả nhà nhớ ủng hộ hai anh em nha. Cô Tư, cô làm ơn cho tôi hỏi cái đường này tới đâu vậy cô? Cô có nghe tôi nói gì không nè? Cô ơi! Ủa? Anh đi nói chuyện với ai vậy? Thì tôi kêu cô đó cô Tư. Em không phải Thứ Tư. Trời ơi, cái người gì mà thiệt thà vậy không biết. Ủa? Mà anh ở Sài Gòn về hả? Ừ. Anh muốn đi đâu? Tôi muốn qua cái phà rạch miễu này nè. Để đi với tôi luôn. Bầu sang phà rạch miễu, qua lẻo đẻo theo sau, đôi bóng trăng trên đầu. Đỏ cánh kiến ngỡ da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lòng qua. Bầu sang phà sạch miếu, ngoe ngoảy xuống quá đổi mùi tình lúc chân tiên. Đời ánh trắng lên đầu cầu soi bước em về, lòng qua như con che tim bồi hồi, lòng muốn theo người ơi. Bầu sang phà sạch miếu, vô chợ giữa nhân nhớ, về trúc giang đang chờ hành về cù lao ống trăng mơ. Tức bàn chân quấn quýt gặp nụ cười bên Tre. Trời đất, cô công nội này, từ hồi sáng giờ lẻo đẻo theo mình, biết có uống đồ xấu xa gì không nữa, nhưng mà có chắc tức chết rồi vậy đó hả? Cô ơi. Dạ cái gì anh ai? Tôi muốn hỏi cô là cô có đi tiện đường với tôi không? Không, em đi qua phía bên kia kìa. Anh thấy cái phía hàng dừa xanh bát ngát đúng không? Đó, em bán bưởi bên cái hàng dừa đó đó anh. Anh có muốn đi với em không? Tôi không biết cô có bán bưởi không. Tôi nghe mùi chanh đâu đâu đây rồi đó nha. Ý, dụng về quá. Anh xin lỗi anh. Mà thôi, giờ mới nói nhiều nữa. Anh bắt buộc phải đi với em đó. Ăn bưởi của em nha. Ý, ăn bưởi của em bán nha. Rồi. Bầu sang phà sạch miếu, vô chợ giữa nhân nhớ, về trúc giang đang chờ hành về cù lao ống trăng mơ. Tức bàn chân quấn quýt nở, quanh quẩn dòng thủy chung, bóng dừa vương áo mỏng, in đậm chung yêu thương.
ước gì đường trắc trở gặp nụ cười bến tre. Bến tre ơi bến tre hờ, sâu bản thơ bến tre ơi bến tre, bến tre ơi bến tre. Mọi người đi về Bến Tre cùng với anh em của Biểu và Bảo thấy dễ thương không? Nếu mà dễ thương thì cả nhà hãy ủng hộ cho anh em thật nhiều ha. Hai người xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo ạ. Hẹn gặp lại ạ.